Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chora Channel. Và mình đang có trên tay đây là một chiếc flycam rất là quen thuộc mà mình đã làm rất nhiều những video về cái sản phẩm này. Đây là mẫu giá rẻ SG108 Pro. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái mẫu SG108 này là của cái thương hiệu ZLRC, ra mắt cách đây cũng đã được khoảng tầm 1 năm rưỡi rồi các bạn. Tuy nhiên đến hiện tại thì mình thấy đây vẫn được xem là một trong những chiếc flycam tầm giá rẻ khoảng 2 triệu đồng nhé, đáng nằm trong top đầu. Một chiếc flycam mà cho cái độ hoàn thiện cũng như là cái sự ổn định bay, có thể nói là đáp ứng tốt nhất trong cái mức giá này, giá rẻ 2 triệu đồng. Người mới tập chơi hay là mua để cho trẻ em chơi thì đây, mẫu này SG108 vẫn là một trong những sản phẩm chúng ta xứng đáng để chúng ta cân nhắc nhất các bạn nhé. Ở đây thì mình có là cái con này là con SG108 thường. Con này nó có hai bản, bản cam không có cái chống zoom 2 trục và bản camera có chống zoom 2 trục. Thì ở đây là cái con thường không có chống zoom. Và SG108 thì nó có hai phiên bản màu, đó là màu cam và màu đen. Đó. Mình thấy màu cam nó sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn nhiều so với màu đen. Thì các bạn thấy là cái con này thì nó kích thước rất là nhỏ gọn, gập gọn như thế này. Đấy, và nhìn cái chất liệu vỏ bên ngoài rất là đẹp nhé. Chất nhựa ở đây thì cảm giác nó khác biệt so với những cái mẫu flycam mà mình đã từng trên tay khác, trong một cái mức giá rẻ như thế này. Đó, và tay cầm điều khiển thì cũng rất là nhỏ gọn như thế này. Cái con này nó có ưu điểm đó là khi mà chúng ta điều khiển nó, cái cảm giác các bạn trải nghiệm cái sự điều khiển flycam cảm thấy nó ổn định. Đấy, nó mượt và cho cái trải nghiệm nó khác hẳn. Tất nhiên là chúng ta đang so sánh giữa các flycam trong cùng một phân khúc giá nhé. Đây là flycam giá rẻ khoảng tầm 2 triệu đồng, hơn 2 triệu đồng một chút thôi. Thì mình thấy cái con này nó cho cái trải nghiệm bay có thể nói là tốt nhất. Mình cũng đã giới thiệu với một vài những cái mẫu khác flycam khác như là IHS2 hay là một số những cái dòng flycam như là L16 Pro hay nhiều những flycam khác, thì mình thấy con này nó tốt hơn hẳn. Cái thứ nhất là cái trải nghiệm bay, cái thứ hai nữa đó là cái cam của nó là chất lượng 4K. Chất lượng 4K và chỉ là 20 frame thôi, nhưng mà cho cái màu hiển thị khá là ưng nhá. Con này nó quay video hay là chụp hình thì cho cái chất lượng màu mình thấy là vẫn sử dụng được. Mặc dù là cái chống zoom của nó thì chỉ là chống zoom phần nào thôi, chứ không thể nào mà có thể là chống zoom tốt hoàn toàn được. Chống zoom 2 trục thôi. Và thứ nhất là cái nó cũng không có cảm biến xử lý hình ảnh. Công nghệ camera của nó thì các bạn biết là trong một mức giá rẻ thì chúng ta không thể đòi hỏi được nhiều. Tuy nhiên thì nó đã làm tốt nhất trong cái mức giá của nó rồi. Và viên pin thì bay chúng ta cũng được tầm khoảng 20 đến 22 phút, khá là ổn đúng không các bạn? Đó, viên pin mà bay được tầm 20 phút mình thấy là ok rồi đó. Và con này thì có cái động cơ không chổi than. Đó, động cơ không chổi than thì nó sẽ bền hơn động cơ là chổi than rồi. Thì đó là những cái ưu điểm mình vừa mới liệt kê ra. Đấy, nói chung quy lại thì trong một cái flycam tầm khoảng hơn 2 triệu đồng một chút thì cái con SG108 Pro này nó đã là sở hữu những cái đặc điểm gần như là tối ưu để mà nó tiết kiệm được cái giá thành để cho chúng ta được một cái flycam giá rẻ như vậy. Và những ai mà chúng ta đang mới bắt đầu chơi, chúng ta kiếm một chiếc flycam chúng ta bay, tập bay trong một cái phạm vi chỉ vài trăm mét trở lại thôi, và tập luyện cái thao tác điều khiển, thì chúng ta cứ mua cái con SG108 này, đảm bảo các bạn sẽ rất là hài lòng bởi vì cái số tiền các bạn bỏ ra đó. Và sau khi chúng ta trải nghiệm rồi, từ từ rồi chúng ta sẽ nâng cấp dần dần lên những chiếc flycam nó cao cấp hơn. Giá rẻ tầm khoảng 2 triệu đồng thì chúng ta chưa có nhiều những cái sự lựa chọn tốt. Đó, chỉ riêng chúng ta có cái con SG108 này là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đó, mình đã trải nghiệm nó cũng một thời gian khá là lâu rồi, và cho đến hiện tại thì mình đánh giá con này vẫn là tốt nhất trong mức giá tầm khoảng hơn 2 triệu đồng một chút. Đó, còn nếu mà chúng ta có một cái phân khúc giá nó cao hơn tầm khoảng 3 đến 5 triệu hoặc là từ 5 triệu trở lên thì chúng ta sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn khác. Tới thì một số những hãng flycam giá rẻ chúng ta rất là quen thuộc như là SGRC có cái thông tin là sắp ra mắt F12 hay là MJ cũng sắp trình làng sản phẩm mới. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thử những chiếc flycam mới trong phân khúc giá nó cao hơn thì sẽ cho trải nghiệm như thế nào. Thì mình sẽ cố gắng là có sản phẩm mới nhất, nhanh nhất để có thể là trên tay review với các bạn. Ok, thì clip hôm nay thì mình đánh giá lại con SG108 Pro. Xin được phép là khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ subscribe và nhấn chuông để nó sẽ video trong lần tới các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.